Kính chào quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa trong nước như ngoài nước đang quay lại dưới kênh YouTube Khán Võ Thiện Nguyện Từ Tâm. Thì hiện tại đây là lần thứ 3 Khán Võ đến trao số tiền cho hoàn cảnh của chú Nguyễn Nhân Cư ở ấp Thiện Trí, Cái Bè, Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Mời quý cô chú anh chị cùng Khán Võ vào nhà để hỏi thăm sức khỏe, tình trạng sức khỏe của chú Nguyễn Nhân Cư như thế nào nha quý cô chú anh chị. Thì con chào chú, thì hôm nay là lần thứ 3 con quay lại để con thăm hoàn cảnh của chú. Thì sức khỏe của chú mấy ngày hôm nay sao chú? Sức khỏe thì càng ngày sau tính càng nghỉ yếu, không được khỏe. Dạ. Thì hôm lần trước con có đến thì con có nói chú cái vụ mà đi khám bệnh đó, sao chú mình không thấy trả lời con đi hay không hả chú? Bị mấy nhỏ nó mần công ty xin nghỉ chưa được á. Dạ. Mà đâu có ai đâu đi. Dạ. Thành ra nó để mình cho hay. Vậy là thứ ba này đi ha. Tính thứ ba tuần tới thì tính thứ ba này đi. Rồi mấy ngày nay sức khỏe chú vậy, rồi ăn uống được sao chú? Ăn bữa thì cũng ăn miếng cơm. Dạ. Rồi mấy ngày nay mình cũng có uống thuốc không chú? Có uống thuốc nam rồi với thuốc nhất là mua thuốc nhất rồi. Dạ, thuốc nam là mình đi hốt từ thiện hay là 250 một hộp vậy. Ở đâu ở đâu cô? Cái hộp thuốc đó nó gửi. Không, mình đi hốt thuốc nam ở đâu? Thuốc nam này là mua thuốc ở dưới tiệm thuốc bắc á, là cây xà đen đó, rồi cái uống với ngải bìm bẹp với cái vỏ chanh đó. Dạ. Yeah. Vỏ chanh là tôi mua thường vậy đó, một bữa là 10 trái. Rồi cộng lại là sắc vậy đó. Chú rồi cái ngày thứ ba mình dự tính mình đi lên Sài Gòn mình tới khám đó, mình đi với ai chú? Tính này, con nó xin được thì nó về đi với nó. Dạ. Thì kính thưa chú, thì hôm nay là lần thứ ba con quay lại hoàn cảnh của chú. Thì con đến con trao số tiền Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa cũng đã chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho chú được số tiền là 6.800.000 đồng. Thì như lần trước con, lần hai con có đến, con có tạm ứng trước cho gia đình 1.000.000 đó chú. Dạ. Rồi nên lần này con đến thì con cũng tích ra một phần để con mua hai lốc nước yến này cho chú uống để bồi dưỡng sức khỏe đó. Thì hai lốc nước yến này 70.000 một lốc, thì hai lốc là 1.4. Với hôm rồi là con nghe nói là chú không có cái tả để thay đó, con mua đây là 4 bịch tả, là nó 4 bịch tả này là nó 240.000, là tổng cộng là nó 500, tổng cộng nó là 380.000. vậy cái số tiền mà với 1.000.000 tiền tạm ứng nữa là 1.380.000, vậy là con trao cho chú còn lại số tiền là 5.420.000 nha chú. Ba vô tao mẹ ba. Tôi cũng thay mặt gia đình cảm ơn mẹ. Chú chàng tay qua chú nhận giùm con. Chứ mà rồi đưa bao thơ lên giùm em chụp hình cái mà. Rồi thì qua đây thì cô chú có là gì gửi lời tới vậy là trong gia đình tôi là tôi rất cảm ơn ba đồng thể, trước nữa là ấp xã, rồi sau nữa Mạnh Thường Quân. Tới gia đình tôi vậy là tôi rất cảm ơn, tôi quá khổ. Mấy tháng nay không có đi tái khám luôn kìa. Dạ. Thì cô thì lo cho chú thì lo, nhưng mà mình cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha cô, để mình có sức khỏe để mình lo cho chú. Tôi giờ bệnh luôn rồi chứ khám. Thì con có mua nước yến nè, là lần trước con mua còn uống còn không cô? Thì cái này con nước lọc. Dạ. Thì dạ con có mua thêm hai lốc nè chú, ở cô uống chung với chú đi, đang nghe cho mình có sức khỏe để mình lo cho chú, chứ để cô mà bệnh nữa rồi đâu có ai đâu mà lo cho chú. Này là chú Phong. Chú Bí Thư Chi Bộ. Dạ con chào chú Phong. Rồi về chú Phong có lời gì thay mặt địa phương gửi lời
Cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn chú Phong. Địa phương cũng cảm ơn đoàn. Tặng cái đoàn. Cái đoàn. Cái giấy khen. Ủy ban xã. Cầm qua đây anh đừng cho chụp tấm hình. Dạ thì cũng qua cái hoàn cảnh này thì con cũng thay mặt nhóm cũng chân thành cảm ơn chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện tốt cho giúp đỡ cho con đến giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú cu này thành công tốt đẹp. Thì qua đoạn video đến tao tiền lần thứ 3 cho hoàn cảnh của chú Nguyễn Nhân Cư này thì quý cô chú anh chị nào xem video cảm thấy hay thì hãy cho Thắng Võ xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh để cho có Thắng Võ có động lực đi quay nhiều hoàn cảnh khác để cho quý cô chú anh chị xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau.